Hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa. Trong cái bản tin của cập nhật cái thông tin mà rất nhiều khán giả đã có nhắn tin nói là thôi thì thỉnh thoảng em cứ cập nhật cái thông tin này, tại vì rất nhiều người muốn ủng hộ và muốn biết cái thông tin về Thúy Nga. Tại vì không phải ai cũng biết cái nick của Thúy Nga để vào cập nhật liên tục. Thì quả thật là sau những cái ồn ào liên tục trong suốt mấy bữa qua về cái vấn đề tại sao nửa đêm Thúy Nga lại bị đuổi ra khỏi nhà, thì Vanessa tóm tắt qua lại một chút rồi em sẽ đọc cái bài viết của danh hài Thúy Nga đã đưa lên trong cách đây 8 tiếng để mà đưa ra giải thích cũng như là đưa ra cho các fan đỡ phải lo lắng về cái tình hình hiện tại của Thúy Nga. Thì có hai luồng tin về cái vấn đề Thúy Nga bị đuổi ra khỏi nhà. Có nghĩa là luồng tin thứ nhất đó là luồng tin của bên phe chống đối lại hãm hại, cứ cho là chống đối hãm hại Thúy Nga đi, thì là cho rằng Thúy Nga không có tiền mua nhà và phải đi lạy vậy chạy vậy người ta để cầu mong người ta nhường lại cái cổ phần của cái căn nhà mà người ta đã mua, đó là căn nhà Fountain Valley đó quý vị, với trị giá tổng cộng là hơn 1 triệu và nợ loan là 600 và down payment là 250 của Thúy Nga và 300 của cái anh tên là Tường Minh. Thì tại sao lại là Tường Minh? Thì tại vì Thúy Nga đã dùng cái chữ đích danh tên đệm của anh ta là Tường Minh ở trên cái Facebook mà Thúy Nga đăng quý vị nha. Đây là cái Facebook Thúy Nga đăng cách đây 8 tiếng. Thì đấy là mặt ở bên kia, người ta cho rằng Thúy Nga đã không có trả tiền loan cùng với cái mortgage loan cùng với cái anh Minh kia, mà họ mua nhà từ đầu năm 2022, cũng chỉ là mới cách đây mấy tháng thôi. Và cái căn nhà đó thì sau khi anh Minh thấy Thúy Nga, đây là một cái ý kiến trái chiều khác mà anh Sài chia sẻ qua nha, thấy lạy lục rồi van xin để mà xin được đứng tên cổ phần chung, mua chung cái căn nhà đó, tại vì rất thích cái căn nhà đó nhưng không có đủ tiền và không đủ điều kiện để mua. Đây là cái phía bên kia họ nói thế nha. Tại vì Vanessa sẽ nói hai cái phần cho quý vị, thì cái phần này nói trước, tí phần về phía của Thúy Nga thì Vanessa nói sau. Thì theo như cái thông tin đấy thì Thúy Nga phải nói là rất là kiên trì, đã không có lên tiếng ngay, mặc dù mình bị minh oan như vậy, là bị nói là không có tiền, không đủ điều kiện, rồi lạy lục các kiểu, rồi cuối cùng sau khi người ta đã đồng ý sang tên cho để đứng chung cổ phần mua cái căn nhà đó thì lại còn quay ra không trả tiền mortgage. Thế là hỏi cái 600 loan là ông Minh kia phải đứng một mình, phải trả một mình, cho nên là ông tức quá, ông ấy cho thuê. Thì đúng cái hôm cảnh sát đến đó, thì đúng là cái hôm mà Thúy Nga đã nhận được cái thông tin là ông Minh kia báo là ông ấy không cho Thúy Nga, Thúy Nga không trả tiền mua ghét cùng với ông ấy, cho nên là ông ấy không để cái ngôi nhà không nữa, và ông ấy coi như đấy là trách nhiệm một mình ông ấy, chứ Thúy Nga chung nhưng Thúy Nga không có trách nhiệm, cho nên là ông ấy làm giấy tờ cho xứ người khác người ta thuê đó. Thì đúng vào cái lúc đêm hôm mà Thúy Nga nhận được cái tin cho thuê thì Thúy Nga mới tức tốc đi đến cái căn nhà đó để mà lôi cái người cho thuê này ra, làm cho rõ nghĩa, là có nghĩa là ô cái nhà này tôi cũng đứng tên mà tại sao lại lù cái người ở đâu ra mà đến đây thuê ở kiểu như vậy đó quý vị. Thì Gia Nguyễn là bạn với ông Minh hay có mối quan hệ như nào thì không biết, nhưng mà nghe như trên thông tin cho biết thì là Thúy Nga lúc mà đến đó thì Gia Nguyễn đã cho người quay sẵn ở đó rồi và tung lên trên mạng là Thúy Nga bị đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm vì dính dán các kiểu linh tinh mà như hôm trước và anh xã đã chia sẻ đó. Thì Thúy Nga bị đuổi ra khỏi nhà nha quý vị, dùng cái từ đuổi ra khỏi nhà đó. Thế nhưng mà trên thực tế thì là ông Minh kia gọi cái ông Gia Nguyễn để đến để quay, để giống như kiểu là để làm một cái bộ phim để cho mọi người coi. Nhưng mà trên cái status của Facebook của nhóm này họ lại viết là Thúy Nga đã không đủ điều kiện để mà mua nhà, lại còn không trả tiền nhà nhờ người ta, nhưng bây giờ còn không trả tiền nhà cùng với người ta, cho nên là người ta đã đứng tên cho người khác vay, cho người khác thuê, và Thúy Nga tức tốc bực quá mới đến để lôi cổ cái người thuê nhà kia ra, thì mới bị cảnh sát túm đẩy Thúy Nga ra ngoài đó, chứ không phải là bị đuổi ra khỏi nhà đó, quý vị hiểu cái đoạn này chưa. Nhưng mà trên mạng thì lại có hai nguồn tin, là một cái nguồn tin đó là nguồn tin của phe gọi là phe cánh tả đi, còn cái nguồn tin của phe chính nghĩa thì lại nói ở trên báo là Thúy Nga đưa tiền cho cái người bạn thân, là người quen biết là ông Minh kia, mua đứng hộ nhà vì Thúy Nga không đủ điều kiện để đứng tên nhà, và đêm hôm đó thì cái người kia đã trở lòng trở mặt và đã gọi cho cảnh sát đến để đuổi Thúy Nga ra khỏi nhà.
Đêm hôm đó là coi như là vì không trả tiền cho cái ông kia cho nên là ông ấy đã gọi cảnh sát đến để đuổi Thúy Nga ra khỏi nhà. Đó là một cái nguồn tin khác quý vị nha. Thì như quý vị biết, rất nhiều người cũng đã chia sẻ rồi, đuổi ra khỏi nhà đâu có đơn giản như vậy đâu, phải có chat của tòa rồi. Mọi người còn suy đoán là chắc cái ông Minh kia ông xin được chat của tòa rồi. Trời ơi, kể cả tại vì Vai Sản làm rất nhiều tin tức về cái vấn đề mà Iverson Ben đó, kể cả người ta đi thuê nhà, người ta không trả tiền nhà cho thuê cơ, quý vị còn không có quyền đuổi người ta ra trong cái mùa dịch Covid. Và hiện tại bây giờ tiểu bang California vẫn còn đang giữ cái, những cái vấn đề đó. Quý vị phải làm đơn lên bờ xuống ruộng, rồi phải có đủ những bằng chứng chứng cứ lý do thích đáng đưa cho người ta bên tòa thì họ mới giải quyết để họ đuổi cái người kia ra khỏi nhà. Mà hầu như là trong cái đợt Covid thì những người chủ nhà là thua hết à, người thuê nhà là họ thắng hết, họ không cần trả tiền nhà, họ cứ ở lì ra đấy đâu làm gì được. Đặc biệt là những người có con nhỏ nữa thì còn càng có cái lợi thế nữa, không có ai đuổi được ra hết đó. Thì đó là cái luật ở bên Mỹ đó quý vị. Thì thành ra là cái chuyện đấy họ ấy cũng dựng lên tiếp đó. Thì hôm nay để mà nói về cái vấn đề là cô kia viết ở trên Facebook là Thúy Nga không đủ điều kiện, không đủ tiềm tín dụng để mà mua căn nhà và không đủ tiền để mua, rồi phải nhờ người. Thế nhưng mà bây giờ thì Thúy Nga đã viết ở trên Facebook, đại loại trong cái đoạn viết ở trên Facebook là Thúy Nga đủ điểm credit để mà mua nhà, có tiền để mà mua, nhưng tại sao lại dính vào cái vụ của ông Minh này để mà chung nhau. Thì đây là một câu chuyện hoàn toàn nó phải nhờ đến pháp lý và cần phải có giấy mực, giấy trắng trắng mực đen để sâu cho quý vị xem, để quý vị biết chính xác. Cho nên Thúy Nga hôm nay tạm thời lên để thông báo quý vị chờ thêm, rồi quý Nga sẽ Thúy Nga sẽ đưa ra toàn bộ những cái sự thật trong cái sự việc này cho quý vị. Thì cái đoạn Facebook mà Thúy Nga viết như sau, sẽ là đọc qua cho quý vị. Những ngày vừa qua, tranh thủ những phút giây rảnh rỗi, Thúy Nga có xem qua các cái thông tin trên báo cũng như các kênh YouTube thì thấy có vấn đề của Thúy Nga được rất đông đảo sự quan tâm của truyền thông và báo chí và cộng đồng mạng, quý khán giả và các fan thân thương. Trước đây Thúy Nga cũng đã có lời hứa là sẽ không đưa tất cả mọi thông tin về câu chuyện mua nhà cửa vì tôn trọng lời hứa của bạn Tường Minh đã cùng đứng tên chung. Có nghĩa là đã cùng đứng tên chung là có tên của Thúy Nga nữa, chứ rất nhiều người nói là không có là không phải quý vị nha. Đã cùng đứng tên chung là nhà là không tiết lộ câu chuyện ra bên ngoài, cũng như cho sự an toàn của cả Thúy Nga và con gái được bình an, nên cũng không muốn lên tiếng sau những nhưng sau khi Thúy Nga nhận được những cái lời hứa thì cộng đồng mạng đã xôn xao với những clip Thúy Nga bị cảnh sát đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Xem đi xem lại cái thông tin này thì Thúy Nga quyết định sẽ chính thức lên tiếng, có lẽ cũng không nên im lặng bởi cái vấn đề này nữa. Sẵn đây thì Thúy Nga cũng trân trọng gửi có một lời mời Tường Minh cùng Thúy Nga và vài nhân chứng cùng bước ra ánh sáng để ngồi trước công chúng, khán giả, cộng đồng mạng để chúng ta đối chất câu chuyện được mọi việc chính xác hơn. Đó, ba mặt một lời quý vị nha. Đấy, cái này rất tuyệt vời, để chúng ta sẽ chờ cái ba mặt một lời này. Và để cho những kẻ mà đứng ở trong bóng tối điều khiển mọi người đưa ra những câu chuyện không đúng sự thật. Cái điều này chắc là ám chỉ cái ông ra cái ông em chị em danh ca Kim Ngân rồi, Gia Nguyễn đó quý vị. Chuyện gì cũng phải có giấy trắng mực đen, chứ không thể nào nhờ người khác đứng ra nói hộ để thành câu chuyện hoàn toàn không chính xác, hoàn toàn không có căn cứ và không đúng sự thật. Thật sự trên nước Mỹ, income của Thúy Nga đủ điều kiện để mua nhà, credit score rất là tốt đấy quý vị, thấy không? Đây là một cái điều mà mọi người đã từng bác bỏ. Điều kiện mua nhà có thể đứng một mình mà không cần phải cô sai, đó là điều đầu tiên Thúy Nga muốn công báo cho quý vị. Nhưng Thúy Nga đã quá vội vã và cả tin để dẫn đến một những cái sai lầm trong cuộc đời mình. Và Thúy Nga đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện thực tế của mình để mọi người hiểu và rút ra kinh nghiệm để có cách thức mua nhà tại Mỹ và không mắc sai lầm ngu dại như Thúy Nga nữa. Trời ơi, thương danh hài Thúy Nga lắm quý vị ơi. Tại vì cái chuyện nhà cửa này chị bao nhiêu lần rồi, ngày trước cũng bị cái thằng chồng của cái thời năm bao nhiêu ở Việt Nam ấy nhỉ, cái thằng chồng hờ nó cũng lừa mất cái căn nhà. Trời ơi, Thúy Nga chuyên dính vào những cái vụ bị mất nhà mà toàn là dại dột thôi quý vị nha. Nhân dịp đây, Thúy Nga cũng cảm ơn các kênh báo chí truyền thông, các kênh YouTube, cộng đồng mạng và các quý khán giả, fan thân yêu trong ngày qua đã rất quan tâm, điện thoại nhắn tin cho Thúy Nga liên tục. Thúy Nga chưa chính thức trả lời báo chí truyền thông hay bất kỳ khán giả nào. Và Thúy Nga hẹn sẽ hẹn khán giả trong những ngày gần đây để đưa ra những câu chuyện ra ánh sáng và trả lời tất cả các cái thắc mắc, để kể lại toàn bộ sự việc trên giấy trắng mực đen để mọi người hiểu rõ chính xác câu chuyện thực hư ra sao. Thúy Nga chân thành cảm ơn và kính báo.
Đó, quý vị thấy không? Người ta đâu có phải là không có đủ income. Thế thì cái câu chuyện này lại là một câu chuyện Thúy Nga bị mắc lừa. Thúy Nga không hiểu sao mà rất hay bị dính vào như kiểu cái dớp của quý vị, rất hay dính vào cái chuyện nhà cửa nha. Quý vị còn Việt Nam cũng vậy, Thúy Nga cũng đã dính cũng bị lừa trắng trợn luôn, mất trắng căn nhà luôn và bị lừa nhiều vụ khác nữa. Nói chung là rất là, tại vì tính rất là thật thà nữa, rồi nhiều khi cũng coi như là nổi tiếng, cũng ngại cái những cái câu chuyện của mình nó quá là riêng tư chặt chẽ hay gì đấy thì chắc là cũng ngại nữa, cho nên là sống cũng rất là thoáng nữa đó. Thành ra là nhiều khi những người như Thúy Nga nhìn là biết ngay là cần gì phải gặp mặt đâu. Thì bên Mỹ này cũng rất nhiều người, các YouTuber cũng đã gặp mặt Thúy Nga rồi thì có thể là họ có thể hiểu hơn cái tính cách của Thúy Nga. Còn Vanessa thì chỉ coi ở trên mạng, rồi coi ở trên những cái chương trình hài của Thúy Nga thôi, thì rất là mến mộ danh hài Thúy Nga từ cái thời kỳ mình còn nhỏ ở Việt Nam đó quý vị đó. Thì hôm nay chị lên chia sẻ và tâm sự cho quý vị như vậy để chúng ta bớt cái phần lo lắng và cũng hiểu thêm về cái vụ lùm xùm Thúy Nga nửa đêm bị đuổi ra khỏi nhà là không có thật quý vị nha. Và chúng ta sẽ chờ họ sẽ ba mặt một lời để nói, và họ sẽ phải trả lời về những cái câu mà hôm trước viết ở trên Facebook đó. Đó, thì hôm đó Vanessa cũng đã chia sẻ cho quý vị cái đoạn đó rồi. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha. Chúng cập nhật thông tin và sẽ chia sẻ với quý vị thêm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và Vanessa vẫn đang có những cái mỹ phẩm đó. Quý vị nào mà muốn xinh đẹp da, có nghĩa là nó không có bị già này, nó trắng lên rồi, nó không bị thâm nám rồi, nó lão, nó không bị, rồi những dùng những cái kem lão chống lão hóa đó quý vị, rồi son môi không có bị khô môi, giống như tự nhiên luôn. Rồi ai thích kiểu trang điểm thì cũng có, nhưng ở Mỹ là rất là nhanh nha. Vanessa sẽ bán online cho quý vị. Còn ai thích gần ở nhà Vanessa, muốn đến nhà Vanessa mua cũng được. Tại vì hàng cũng sắp về rồi. Vanessa cũng đã đặt một loạt hàng đầu tiên, tại vì phải mua ở mãi Hàn Quốc đó quý vị, cho nên thời gian nó rất là lâu. Chứ ở bên này hàng trôi nổi rồi, hàng nhái cái thứ nhiều lắm, mình không có tin. Ai mà mua sản phẩm của Vanessa thì bảo đảm chắc chắn an toàn. Chứ còn nếu như quý vị mua ở bên ngoài, mặc dù Vanessa toàn bán các brand hết, ở đây chỗ nào cũng bán đó, có một số mã là không có thôi, nhưng mà đại khái là đa số cũng có, nhưng giá cả nó mắc hơn, rồi nó không có đảm bảo đó. Thì Vanessa sẽ chia sẻ dần về những cái vấn đề về bán mỹ phẩm nha. Nếu mà quý vị có cần mua sữa rửa mặt thần thánh, dưỡng trắng da rồi mềm mại như da em bé, mà chỉ có mấy, gọi là rẻ lắm quý vị ơi, nói chung là nó quá rẻ mà toàn thương hiệu nha, của The Face Shop này, của Sun Hair Su này, rồi Miss Hà Natural Public này, rồi nói chung tất cả các cái brand của Hàn Quốc là Vanessa đều có, nếu mà quý vị cần bất kể thứ gì. Nhưng mà quan trọng là quý vị phải biết là những cái nó hợp với mình nữa, thì Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị những cái tốt nhất, sản phẩm tốt nhất đó. Thì bây giờ vẫn chưa có thời gian, để cái lúc có thời gian em sẽ lên em up cái video, rồi đưa cái hình ảnh của các cái sản phẩm lên cho quý vị, và đưa cả website cho quý vị tự xem và quý vị đăng ký, quý vị mua tự quý vị mua trên website. Còn ai ở gần nhà Vanessa thì có thể qua tận nhà lấy cũng được. Cảm ơn quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị, bye bye.